Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình yên sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đối với cả nhà truyện ngắn Chiếc lá tình mùa thu của Nguyễn Thị Thanh Dương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mỗi tối cuối tuần tôi ra chợ phụ với mẹ, vì cuối tuần bao giờ khách cũng đông hơn ngày thường. Mùa thu có hàng triệu lá vàng, lá đỏ, nhưng em chỉ thương một chiếc lá của anh. Anh đã trao em lần tình cờ gặp gỡ, em sẽ giữ hoài làm kỷ niệm trăm năm. Tôi thức dậy, trời đã sáng từ lâu. Đêm trước khi ngủ, tôi thích cuốn ply lên khung cửa vì phòng ngủ trên lầu. Để khi thức dậy, tôi có thể nhìn ra thấy núi và mây xa xa. Tôi vẫn còn cảm giác mệt, đầu hơi choáng váng dù cả ngày hôm qua đã uống mấy lần thuốc cảm. Thời tiết xứ núi lạ lùng, mỗi lần chuyển mùa hay đổi gió, tôi hay bị cảm. Mẹ tôi bảo con gái 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, vậy mà tôi thì yếu đuối nhỏ nhoi. Ngày xưa, hồi còn ở Việt Nam, nhà có nuôi một con mèo cái, nó đã sinh ra 3 con mèo con. Một buổi sáng thức dậy, mẹ thấy 3 con mèo nhỏ non nớt nằm trong đống tro bếp. 3 khuôn mặt xinh xinh và 6 con mắt long lanh như 6 viên bi. Tôi giống như một trong 3 con mèo ấy. Mùa thu đã về, gió hiu hiu lạnh, bầu trời nhiều khi xanh vời vời không một bóng mây. Lá đã bắt đầu chuyển màu và lác đác rơi. Tôi thích một mảng rừng nhỏ nơi đầu đường nhà tôi trước khi đi ra đường lớn để lên highway. Ở đấy có một cái ao nhỏ, mùa hè nước trong xanh mát rượi, mùa thu mặt ao phủ kín bằng những cánh bèo nhỏ lấm tấm tròn trịa. Đến nỗi nếu ai đó vô tình hay không biết, tưởng đó là đất liền, có thể bước xuống ao, cái ao âm u dưới bóng cây ấy. Bên cạnh ao bèo mùa thu là một cây lê già, không biết ai trồng từ bao giờ, trái chín vàng to bằng nắm tay, rơi rụng đầy trên thảm cỏ xanh. Những buổi sáng cuối tuần, nếu dậy sớm, tôi hay chạy bộ qua đây để nhìn những ảnh hình ảnh nên thơ này. Tôi chợt ngồi nhõm dậy, không nghĩ ngợi lan man nữa khi nhớ ra hôm nay là thứ bảy của anh ấy. Một ám hiệu tôi tự đặt cho người đàn ông mà tôi không quen, không biết tên. Cứ mỗi 2 tuần là có một ngày thứ bảy, anh đến chợ để mua sắm. Bây giờ là 10 giờ sáng, mẹ tôi đã đến chợ từ trước 9 giờ để mở cửa và sắp xếp những công việc, cũng như để các bà, các cô bỏ mối bánh tráng, xôi chè, những thức ăn nhanh và bày bán trong chợ của mẹ. Mỗi cuối tuần, tôi ra chợ phụ với mẹ vì cuối tuần bao giờ khách cũng đông hơn ngày thường. Giá như không vì anh ấy, thì hôm nay tôi đã ở nhà và gọi chị Duyên đến phụ. Chị tôi đã lập gia đình và ở cùng thành phố. Người đang mệt mà được nằm nhà trùm mền nhìn mùa thu ngoài khung cửa thì ai chẳng thích. Tôi đi thay quần áo và ngắm mình trong gương, không biết anh có để ý đến tôi như tôi đã để ý đến anh không? Chỉ biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy anh vào chợ, cái dáng cao gầy và khuôn mặt hiền lành sau cặp kính cận, tôi đã mến anh và bỗng dưng tôi cứ mong chờ anh vào mỗi cuối tuần. Nhưng điều đặn mỗi 2 tuần anh mới đến và mua những món đồ bao giờ cũng giống nhau, hầu như không thay đổi như mấy bó rau, miếng thịt, hộp đậu hũ. Nhìn số lượng và các món ăn đơn giản anh đã mua, tôi đoán anh là người độc thân. Từ ngày gặp anh, tôi yêu thích công việc ra chợ đứng trong quầy tính tiền phụ mẹ. Cha tôi mất năm tôi lên 10 tuổi, để kiếm sống, mẹ tôi đã sang ngôi chợ này và đảm đang nuôi 2 chị em tôi. Chị Duyên vẫn hay đùa, ngôi chợ sẽ là của hồi môn cho tôi mai sau khi lấy chồng, tha hồ ấm thân, và chị khuyên tôi đừng có lười biếng mà không ra chợ phụ mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Ngẫu nhiên một lần tôi đã biết thêm chút ít về anh.
Khi anh đang đứng xếp hàng chờ đến lượt tính tiền, thì một phụ nữ đã nhận ra anh. Họ vui vẻ chuyện trò, tôi vừa tính tiền cho người khác, vừa lắng tai nghe, dù biết nghe chuyện của người khác chẳng hay ho gì, nhưng tôi tò mò muốn biết về anh. Thì ra chị này từng làm chung một department với anh trước kia ở Hills Base, thuộc thành phố Austin. Họ đều là kỹ sư gì đó. Tôi bước ra hành lang trước hiên nhà và đi xuống những bậc thang gỗ. Cả dãy phố này, nhà nào cũng có basement và có lầu. Những loài hoa mùa thu nở đầy sân. Bên cạnh cầu thang tôi vừa đi xuống, hoa đủ màu, đủ loại, vàng, xanh, tím, đỏ, mọc chen bên những tảng đá, được sắp xếp hờ hững một cách nghệ thuật. Tôi lãng mạn và phung phí thì giờ như thế đấy, không thích lấy xe từ trong gara đi thẳng ra ngoài sân, mà ngược lại đi từ ngoài sân mở cửa gara, vì tôi muốn được hít thở không khí mùa thu êm dịu trong lành, muốn được nhìn những cánh hoa mỏng manh kia khoe sắc trước khi bị mùa đông dập vùi trong gió lạnh và tuyết rơi. Lái xe ra tới đầu đường, trước khi quẹo về hướng Tây để lên highway, tôi lại được nhìn khu rừng nhỏ với ao bèo phẳng lặng như còn đang say ngủ. Có một chú sóc đang chạy trên bãi cỏ, chắc chú vừa ăn một bữa trái chín no nê trên cành cây lê kia rồi. Ngôi chợ Việt Nam của mẹ tôi nằm ở thành phố West Valley. Chỉ nhìn xe đậu bên ngoài, tôi biết chợ đã đông người. Chợ khá rộng rãi, hàng hóa tươi ngon, giá cả lại phải chăng hơn các chợ khác, nên càng ngày càng có uy tín và thêm khách. Mẹ tôi nói, buôn bán là kiếm lời, nhưng trên hết, buôn bán phải thật thà, tôn trọng khách hàng, thì công việc mới bền lâu. Vừa thấy tôi, mẹ đã ái ngại. Con đang cảm mà ra đây làm gì? Mẹ vừa mới gọi chị Duyên ra phụ rồi. Thôi, mẹ ơi đừng làm phiền chị ấy, có ngày cuối tuần ở nhà với chồng con, chỉ khi nào thật cần thôi mẹ, bây giờ con đã khỏe rồi. Tôi gọi phone cho chị, nói chị Duyên khỏi cần đến chợ nữa, xong tôi vào chỗ tính tiền để mẹ lăng xăng chạy vòng ngoài. Kiểm tra quầy thịt cá, quầy rau hay trò chuyện với những khách hàng quen biết. Còn tôi, lòng đang phơi phới chờ đợi anh. Mỗi khi cánh cửa mở ra, có người khách bước vào, tôi lại quay ra nhìn và mong là anh, với cái dáng cao cao gầy và ánh mắt hiền hòa sau kính cận. Tôi đã chóng mặt và vì nhìn ra cửa nhiều lần. Buổi sáng đi qua, buổi trưa rồi đến buổi chiều, lòng tôi đã mỏi mòn thất vọng. Tôi hoang mang và băn khoăn, anh không đến chợ vì bận rộn hay vì đau ốm. Cách đây ba hôm, trời bỗng dưng đổ tuyết suốt cả ngày, mùa đông nhanh nhẩu, vô duyên phủ tuyết trắng trên cỏ, thổi gió lạnh qua phố phường. Nhưng hôm sau gió đã thôi không lạnh nữa, tuyết đã tan đi để trả lại cho mùa thu không gian của nó. Thế đấy nên tôi mới bị cảm, và biết đâu anh cũng bị cảm và đang nằm ở nhà, quên cả đi chợ như thường lệ. Nhìn gương mặt thẫn thờ của tôi, mẹ tôi ngạc nhiên. Con làm sao thế, nếu thấy mệt thì về nghỉ sớm đi. Tôi ngượng cười, vâng, con sẽ về bây giờ đây. Chiều nay tôi phải về sớm vì cần đến nhà một đứa bạn. Đúng lúc tôi sắp sửa ra về thì anh đến. Bóng dáng quen thuộc của anh lướt qua cửa làm tôi đứng khựng lại, không bước ra về ngay được. Trái tim tôi rộn rã lên, tôi tiếp tục tính tiền và đợi chờ anh. Anh mua nhanh, hình như cũng đang vội. Chỉ một lát sau đã ra chỗ tôi, nghiêm trang và lịch sự trả tiền, bước ra khỏi chợ. Chỉ nhìn thấy anh chốc lát, tôi như đã được hồi sinh, lòng nhẹ nhõm, tôi cũng ra về cho kịp giờ hẹn với bạn. Khi tôi ra tới chỗ đậu xe, vô tình mà xe tôi và xe anh nằm cạnh nhau.
Anh đã xếp xong những món hàng vào trong xe. Tôi nhìn thấy vài chiếc lá vàng tươi đang vướng mắc nơi hai cái gạt nước trên mặt kính xe anh. Tôi buộc miệng nói đùa. Anh đi chợ mà mang theo cả mùa thu nữa kìa. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi liền lên tiếng trước, nhưng anh mau chóng vui vẻ đùa lại. Mùa thu đi theo tôi, chứ tôi không theo mùa thu đâu. Cái xe này đậu ở khu apartment của tôi dưới những hàng cây nên lá mùa thu tha hồ rơi lên xe. Có hôm tôi quên không quay đóng cửa kính xe, lá vàng bay cả vào trong ghế ngồi cùng với tôi nữa đấy. Những chiếc lá vàng màu đẹp thật anh ạ, à, chắc vừa mới rụng sáng nay. À, có lẽ vì thành phố Austin của tôi nổi tiếng là có những con đường mùa thu lá vàng tuyệt đẹp, cho du khách thưởng ngoạn mà. Nào, cô bé xòe bàn tay ra. Vẻ nghiêm trang thường lệ của anh đã biến mất. Khi tôi ngỡ ngàng xòe bàn tay ra, thì anh đã gỡ từ trên mặt kính xe một chiếc lá vàng nguyên vẹn nhất, tươi nhất đặt vào bàn tay tôi. Tôi run người lên vì sự đụng chạm ấy. Anh giơ tay thay cho lời chào rồi lên xe ra về mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ với chiếc lá kỳ diệu trong tay. Kỳ diệu vì chiếc lá đến từ thành phố Austin của anh, vì nằm trên mặt kính xe anh vượt đường xa gió lộng đến đây, và vì từ tay anh trao cho tôi trong một tình cờ như an bài sẵn của định mệnh. Về đến nhà, tôi để chiếc lá vàng thu ấy vào một trang sách. Điều bí mật tuyệt vời này chỉ một mình tôi biết. Nhìn chiếc lá vàng, tôi như nhìn thấy anh. Anh đang sống bên cạnh tôi trong căn phòng, trong từng giấc ngủ. Thì ra anh ở thành phố Austin, đúng như tôi đã dự đoán, vì anh làm ở Hills Base. Từ đấy xuống chợ tôi cũng mất 45 phút hay 1 tiếng. Những người Việt Nam ở Austin nói rằng ở đó chỉ có một ngôi chợ Việt Nam nhỏ, hàng hóa ít và đắt. Nên họ vẫn thích cuối tuần đi chợ xa, xuống thành phố West Valley để mua sắm. Và ai đó cũng có thân nhân hay bè bạn ở Salt Lake City, nên một công đôi ba chuyện, vừa đi chợ vừa đi thăm thân nhân. Chắc anh cũng có lý do tương tự, nên dù độc thân, anh vẫn thường xuyên đi chợ xa như thế. Tôi có đến căn cứ Hills Base một lần, cách đây 2 năm, theo một đứa bạn. Chị nó chở chúng tôi đến Salt Lake tắm hồ, coi như tắm biển vì hồ rộng và hồ nước mặn như nước biển. Dân xứ núi Utah vẫn tự hào hồ muối là biển. Hồ Salt Lake dài thăm thẳm, dường như đứng ở nơi đâu, quanh những thành phố lân cận hồ, đều có thể nhìn thấy hồ là một dải xanh mờ chân mây chân núi. Tắm xong, chúng tôi vào gặp bố mẹ nó trong Hill Base rộng mênh mông. Ngoài cửa có lính gác, trong base đường xá xe cộ như ngoài phố. Làm con bé 15 tuổi là tôi hoa mắt ngơ ngác, cứ tưởng công sở là một building cao ngất là đủ to lớn lắm rồi. Không biết anh làm ở khu nào trong Hill. Trong cái thành phố quân sự riêng tư ấy, nếu tôi được vào đấy lần nữa, chắc gì đã tìm thấy anh. Những đêm chưa ngủ, tôi nằm mơ, ước một tương lai, sau này sẽ học kỹ sư và xin vào làm ở Hill Base. Chắc tôi sẽ có nhiều cơ hội và thời gian gặp anh. Ước mơ ấy không có gì cao xa. Anh ơi, hãy đợi em. Bây giờ mùa thu đã chín, mùa thu rực rỡ khắp Utah, thành phố nào chả có những con đường lá vàng lá đỏ, nhưng những con đường của thành phố Austin chắc đẹp hơn, huyền bí hơn, vì hàng cây cao hai bên đường giao nhau, đang kín nhau, rợp trời lá vàng, rợp đất lá vàng, thành một màu u uẩn đẹp đến rưng rưng. Những người yêu nhau thích hò hẹn vào mùa thu để cùng đi trên con đường đầy lá vàng. Nếu một ngày nào tôi đi trên con đường đó, thì người hẹn hò đi bên tôi sẽ chỉ là anh. Từ hôm anh tình cờ trao cho tôi chiếc lá vàng, tôi không gặp anh nữa. Anh biến mất thật lạ lùng suốt mấy tuần nay.
Người ta vẫn từ thành phố Auckland về đây mua sắm, nhưng không có anh. Anh đâu rồi? Tôi ra chợ làm việc mà như kẻ không hồn. Tôi, con mèo nhỏ yếu đuối lại ốm nữa rồi, nhưng tôi không thích nằm ở tro bếp như những con mèo nhỏ tội nghiệp ấy. Tôi không thích nằm nhà quấn mình trong chăn gối ấm êm đợi chờ bình phục. Tôi vẫn ra chợ, mang tiếng là giúp phụ mẹ, nhưng trong lòng tôi chỉ mục đích duy nhất là chờ đợi anh. Nếu quả thật anh bận rộn hay đau ốm, rồi anh sẽ khỏi. Và anh sẽ đến, như hôm nào đó anh đã đến trễ, trừ khi anh đã đổi đi nơi khác. Tim tôi đau nhói khi nghĩ sẽ không bao giờ gặp anh lại anh nữa. Nhưng đồng thời tim tôi vẫn kêu lên, không, anh ấy vẫn sống ở Auckland, vẫn đi làm ở Hill Base. Mình sẽ gặp anh ấy, và sau này mình sẽ vào Hill cùng làm với anh ấy. Hôm nay tôi sụt sùi, mặc chiếc áo len màu tím, đứng trong quầy tính tiền. Mùa thu phố núi có những ngày lạnh như sắp vào đông. Sáng nay cái ao bèo nơi khu rừng nhỏ đã phủ đầy lá vàng. Cả khu rừng rủ lá, gió mang lá tới mặt ao, hình ảnh buồn hiu, hắt ấy theo tôi trên suốt highway đến ngôi chợ. Cuối cùng anh đã đến sau hơn một tháng trời bặc tăm. Trời ơi, nét mặt anh vui tươi thế kia, hay anh cũng đang mừng vì đã gặp lại tôi. Hôm nay anh đẩy xe, chứ không xách cái giỏ gọn nhẹ như mọi khi. Chắc anh cần mua nhiều thứ sau những tuần lễ không đến chợ. Người tôi nóng bừng lên, chắc chắn không phải vì cơn sốt, trong người đang trở mình vì gió. Ôi, chốc nữa anh ra tính tiền, tôi sẽ có lý do để hỏi thăm anh, dù gì chúng tôi cũng đã quen nhau ở bãi đậu xe hôm ấy, và anh đã tặng tôi chiếc lá vàng mùa thu của thành phố anh. Nhất định tôi sẽ không quên hỏi anh con đường nào đẹp nhất vào mùa thu của thành phố Auckland, để trong giấc mơ kế tiếp, tôi sẽ thấy anh và tôi cùng đi trên con đường đó. Tôi luống cuống tính tiền, chỉ mong mọi người ra về cho nhanh, trả khoảng không gian và thời gian này cho anh và tôi. Khi rảnh tay được đôi chút, tôi mới giáo giác tìm anh, dễ dàng nhận ra dáng anh giữa bộn bề hàng hóa và kẻ qua người lại. Nhưng tôi không tin vào mắt mình nữa khi thấy bên cạnh anh là một phụ nữ trẻ đẹp. Anh đẩy xe đi theo cô ấy hoặc cùng đứng lại chọn hàng. Cả hai nói cười vui vẻ, có vẻ như là đôi vợ chồng mới cưới. Tôi tuyệt vọng não nề, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Ngay lúc này nếu được nằm trong phòng riêng mà khóc, chắc sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng tôi cố ngăn cho nước mắt mình đừng rơi ra vì vợ chồng anh đã đến bên tôi. Cô gái móc bóp trả tiền, đúng là tính cách của một người vợ, quán xuyến gia đình. Anh và cô tươi cười quấn quýt, đứng đối diện tôi, anh nhìn tôi thản nhiên, bình thường. Trong ánh mắt anh, tôi biết là anh chẳng cần nhớ làm gì cái hôm đã trao chiếc lá vàng tươi ấy. Có lẽ anh chỉ coi tôi như một cô bé con bé chưa trưởng thành, hay chỉ là sự trao đổi trò chuyện xã giao giữa cô bé bán hàng và người mua trong lúc gặp gỡ tình cờ. Vậy mà tôi đã coi đó là một kỷ niệm nên thơ đẹp đẽ. Tôi đã giữ gìn chiếc lá như một ân tình, một kỷ vật. Trận ốm này cả tuần lễ sau tôi mới khỏi, có lẽ vì tâm bệnh nên mới lâu như thế. Tôi không hy vọng chờ mong gì ở anh nữa, và cho tới bây giờ tôi cũng chưa biết tên anh. Mùa thu có hàng ngàn, hàng triệu chiếc lá vàng, nhưng chiếc lá vàng của anh cho tôi là mối tình đầu mong manh của tôi, sẽ mãi mãi là chiếc lá mùa thu đẹp nhất. Truyện ngắn Chiếc lá tình mùa thu của Nguyễn Thị Thanh Dương xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!